Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh YouTube của Báo sức khỏe và đời sống. Thưa quý vị, trong cuộc xung đột với Nga, hoạt lực HIMARS mà Mỹ viện trợ được coi là một trong những con át chủ bài của Ukraina không thể phủ nhận sức mạnh của vũ khí tối tân này. Tuy nhiên, với tiềm lực quân sự mạnh mẽ, Nga đã tìm ra nhiều cách để đối phó với loại vũ khí này. Bên cạnh những phương án mua lại máy bay không người lái từ Iran hay sử dụng pháo phản lực với sức công phá tương đương, quân đội Nga đang triển khai cách để vô hiệu hóa hệ thống HIMARS. Hãy cùng tìm hiểu cơ chế hoạt động của những thiết bị phản xạ radar Nga đang sử dụng để qua mặt hệ thống hệ lực phóng loạt HIMARS của Ukraine tại Kherson. Theo bài viết trên VOV dịch lại thông tin từ Eurasian Times cho biết, khi quân đội Ukraine tiếp tục đẩy mạnh cuộc tấn công Nga bằng vũ khí tầm xa như hệ thống pháo phản lực cơ động HIMARS, Moscow bắt đầu triển khai các biện pháp đối phó như sử dụng thiết bị phản xạ radar để gây nhầm lẫn cho đối phương. Thời gian gần đây trong nỗ lực phản công, giành lại Kherson ở miền nam Ukraine đã liên tiếp tiến hành các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng và tuyến đường tiếp tế quan trọng của Nga tại vùng lãnh thổ ở miền nam để gây tê liệt cho các lực lượng của đối phương. Ukraine đã tấn công hai cây cầu chiến lược gần khu vực Kherson, cầu Antonivsky và cầu đường sắt bắc qua sông Dnipro. Truyền thông Ukraine cho biết, các cây cầu – Antonivka, Darivka cũng như con đường bên cạnh đập của nhà máy thủy điện Kakhovka đã bị lực lượng của nước này tấn công bằng hệ thống HIMARS. Đây là những cây cầu của Nga sử dụng để chuyển vũ khí hạng nặng và hậu cần tới Kherson, khu vực mà họ đã giành được quyền kiểm soát trong giai đoạn đầu chiến sự. Những cây cầu này có mức độ quan trọng rất cao với Nga vì nếu thiếu chúng, lực lượng Nga ở Kherson sẽ bị cô lập. Đây là bước đầu tiên trong kế hoạch của Ukraine nhằm bao vây và cuối cùng chiếm lại Kherson. Thành phố cảng quan trọng rơi vào tay Nga từ tháng 3 là thành phố duy nhất do Nga kiểm soát ở phía tây sông Dnipro. Số phận của Kherson có thể quyết định những diễn biến sắp tới của cuộc chiến. Nếu Ukraine giành lại thành phố và vô hiệu hóa những cây cầu quan trọng, thì họ có thể ngăn chặn hiệu quả các bước tiến của Nga ở hai bên bờ sông. Nhưng nếu Nga giữ được Kherson, nơi đây có thể trở thành bệ phóng cho một cuộc tấn công mới của Nga nhằm chiếm thành phố cảng Odessa. Vì vậy, Ukraine đang tích cực dùng HIMARS để nhắm vào những cơ sở hạ tầng trọng yếu này, khiến cho Nga phải tính toán tới việc triển khai các biện pháp đối phó không chỉ tăng cường tấn công nhằm phá hủy các hệ thống HIMARS hoặc những nhà kho chứa chúng, Moscow còn tìm cách khai thác điểm yếu của hệ thống này để đánh lừa đối phương. Moscow đã triển khai một loạt thiết bị phản xạ radar, hình chóp trong vùng nước ở phía tây cầu Antonivsky và gần cầu đường sắt. Sau khi được Mỹ trang bị vũ khí tầm xa như HIMARS, Ukraine đã gia tăng lợi thế tung ra các đòn phản công. Moscow cũng cáo buộc Kiev tiến hành cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào trụ sở hạm đội biển đen của nước này. Với sức mạnh và khả năng cơ động cao của HIMARS, nhiều vũ khí và phương tiện của Nga sẽ dễ bị tấn công hơn trên chiến trường. Nhưng hiện giờ tình hình có thể thay đổi khi Nga nắm được điểm yếu của hệ thống này cơ chế của việc sử dụng thiết bị phản xạ radar là tạo ra hình ảnh ảo bên cạnh các hình ảnh thật trên thiết bị radar vệ tinh của đối thủ nga đã lắp đặt các thiết bị này ở hai địa điểm cạnh hai cây cầu thật để tạo ra các cây cầu ma, đánh lừa radar vệ tinh, khiến hệ thống tên lửa của đối phương dễ nhầm lẫn khi tấn công. Điều này sẽ giúp các lực lượng Nga có thời gian để sửa chữa các cây cầu thật, trong khi tránh được rủi ro từ các cuộc tấn công. Hiện tại, cách duy nhất để Moscow giữ vững thành trì tại Kherson là duy trì các tuyến tiếp tế qua sông Dnipro. Đây không phải là lần đầu tiên Nga sử dụng biện pháp đối phó này để phòng thủ trước các cuộc tấn công của Ukraine. Vào hồi đầu tháng 7, Moscow đã triển khai các xà lan mồi nhữ, có gắn radar phản xạ và thiết bị tạo khói để bảo vệ cây cầu Kretz nối Nga với Crimea. HIMARS rất khó có khả năng nhắm bắn cây cầu Kretz mà Nga đã phòng thủ kỹ lưỡng, nhưng chúng có thể tấn công các cây cầu ở Kherson một cách dễ dàng. Lý giải về cách sử dụng các thiết bị phản xạ radar hình chóp của Nga, chuyên gia quốc phòng Giris Lingana cho biết, tại ukraine có nhiều báo cáo cho thấy quân đội nước này đang sử dụng tên lửa dẫn đường phóng loạt GMLRS, tích hợp quán tính và dẫn đường vệ tinh gps điều này đã gây tổn thất lớn cho các lực lượng nga ở kherson lợi thế của himas là khả năng nhắm mục tiêu chính xác trong khu vực đô thị ông giris lingana nói thêm để đối phó với hệ thống này, Nga đã triển khai các thiết bị radar phản xạ hình chóp nhằm chuyển hướng tín hiệu radar. Mặc dù các binh sĩ Ukraine có thể phát hiện mục tiêu bằng mắt thường, nhưng hệ thống HIMARS tích hợp radar và thiết bị thu nhận hình ảnh vệ tinh trong thiết kế của nó lại không thể xác định rõ mục tiêu nếu bị đánh lạc hướng theo cách này. Hệ thống coi toàn bộ phần công là một mặt phẳng. Người Nga đã khai thác một lỗ hổng kỹ thuật trong cách HIMARS vận hành để bảo vệ tuyến đường tiếp tế của họ. Mục đích của các thiết bị phản xạ radar hoặc các vật thể kim loại thô, đôi khi gọi là bộ phản xạ gốc, là để đánh lừa các radar vệ tinh, khiến chúng cung cấp thông tin sai cho HIMARS, dẫn đến việc xác định nhầm và bắn trượt mục tiêu. Chuyên gia Kiris Ligana giải thích, GMLS sử dụng tọa độ GPS của mục tiêu và hệ thống dẫn đường quán tính của nó. Tọa độ GPS được cung cấp từ nhiều nguồn khác nhau, chẳng hạn như vệ tinh. Các vệ tinh sử dụng radar để chọn tọa độ GPS. HIMARS không sử dụng tên lửa dẫn đường bằng radar, nhưng các hệ thống cung cấp tọa độ GPS cho nó lại sử dụng radar để dò tìm mục tiêu. Trong khi nhiều người đã đặt câu hỏi liệu biện pháp đơn giản như sử dụng thiết bị phản xạ radar có thực sự hiệu quả khi chống lại những vũ khí tinh vi như HIMARS hay không, thì các chuyên gia quân sự cho rằng động thái của Nga có thể được thực hiện dựa trên ý tưởng đã được xem xét kỹ lưỡng và Moscow dường như muốn chứng minh rằng thiết bị phản xạ radar là lựa chọn thích hợp để bảo vệ các cây cầu. Có thể thấy cách làm trên tuy đơn giản nhưng có tiềm năng trong việc đánh lừa hỏa lực của Ukraine. Nga dường như đang dựa vào cách này để bảo vệ cây cầu trọng yếu trước khi Moscow hạn chế tối đa nguy cơ bị cô lập. Trong khi đó, hỏa lực HIMARS vẫn được coi là phương án tối ưu được Ukraine lựa chọn để đối phó với quân đội Nga. Tuy nhiên, liệu hệ thống HIMARS có thực sự giúp cho quân đội Ukraine thay đổi cục diện chiến trường và giành chiến thắng trước Nga? Theo bài tổng hợp trên báo An ninh Thủ đô, hệ thống HIMARS, hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao do Mỹ chuyển giao trong hai tháng qua đã gây thiệt hại nặng nề cho mạng lưới chỉ huy và hậu cần của Nga, tạo điều kiện cho quân đội Ukraine tiến hành phản công. Tuy nhiên, cũng như các khí tài cứu tinh công nghệ trước đây, hiệu quả của hệ thống HIMARS phải đặt trong bối cảnh địa hình, chiến lược hai bên và diễn biến thực của cuộc xung đột. Tác động của vũ khí trên chiến trường rất phức tạp và khó lường. Hiệu quả sử dụng mọi hệ thống tác chiến đều phụ thuộc vào quá trình học hỏi của binh lính, sự khéo léo trong việc vận dụng và tình huống thực tế. Trong hai tháng qua, ta đã phối hợp hiệu quả về con người và công nghệ, dựa vào một vũ khí có sẵn ưu thế, pháo binh, thứ mà Moscow có thể sử dụng lâu dài và không đòi hỏi mức độ tinh nhuệ của binh lính. Giống như lực lượng đồng minh phương Tây sử dụng pháo hạng nặng, và không quân để bắn phá các vị trí phòng thủ của Đức vào năm 1944. Người Nga đang sử dụng lợi thế về pháo binh để dùng ép binh sĩ Ukraine lùi lại một cách chậm chạp. Tuy nhiên, có lẽ chúng ta cần các công cụ thống kê tốt hơn để hiểu về cách một số vũ khí nhất định tác động đến cục diện cuộc xung đột, đặc biệt khi xu hướng văn học thường ca ngợi quá đà hiệu quả của chúng và đưa ra những cái nhìn sai lệch. Hiện tại, các khẩu đội HIMARS tại Ukraine đang phát huy hiệu quả, thay thế cho máy bay không người lái của Thổ Nhĩ Kỳ, loại khí tài làm mưa làm gió trong những tuần đầu tiên của trận chiến. Những tuần đầu tiên, Ukraine sử dụng UAV Bayraktar TB2 để trinh sát và phá hủy các đoạn xe cơ giới của Nga, sau đó có vẻ như Moscow đã dần tìm ra cách đối phó. Nga đã phát triển một loạt các biện pháp khắc chế, bao gồm cả sử dụng tác chiến điện tử, làm gián đoạn việc chỉ huy và kiểm soát của Ukraine, khiến máy bay không người lái dễ bị bắn hạ hơn. Nhưng rồi hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao HIMARS của Mỹ đã xuất hiện. Việc vũ khí này gây thiệt hại nặng nề cho một hệ thống hậu cần kiểu liên xô không phải là ngẫu nhiên. Cần nhấn mạnh các hệ thống M142 HIMARS hay M270 MLRS được thiết kế để xé nát cuộc tấn công của Liên Xô trên mặt trận trung tâm của NATO. Chúng đang đạt hiệu quả cao, nhưng có thể dự đoán Nga sẽ tìm cách khắc chế phản ứng sẽ đến nhanh chóng với chi phí hợp lý. Một phần của phản ứng có thể liên quan đến việc theo dõi và phá hủy các bệ phóng. Nga sẽ cố gắng dụ Ukraine bắn thật nhiều đạn và mục tiêu để kịp định vị và tiêu diệt, từ đó nhanh chóng làm mất hiệu quả của chúng, tương tự như Bayraktar TB2 trong phần còn lại của cuộc chiến binh sĩ ukraine sẽ có nhiệm vụ tích hợp các công nghệ mới vào kho vũ khí của họ cuộc tấn công kéo dài để chiếm lại kherson chắc chắn sẽ sử dụng rất nhiều vũ khí nguồn gốc phương tây hầu hết trong số đó đã được sử dụng bởi một đội quân xung kích trong vài tháng qua với địa hình bằng phẳng khá hợp lý khi cho rằng himas sẽ tác động lớn đến cuộc tấn công kherson mới đây chúng đã phá hủy các cây cầu huyết mạch của tuyến hậu cần cung cấp cho quân nga nhưng để thực hiện một số cuộc tấn công quy mô nhằm chiếm lại phần lãnh thổ mà Nga đang kiểm soát, lực lượng vũ trang Ukraine vẫn còn nhiều việc phải làm. Một trong số đó là chứng minh HIMARS có hiệu quả thực sự trong trận chiến lớn. Các loại vũ khí khác có thể khó khăn hơn để tích hợp vào hoạt động tấn công. Hình thái tác chiến này phức tạp hơn so với trận địa phòng thủ mà binh sĩ Ukraine đã sử dụng từ đầu cuộc chiến cho đến nay. Tuy nhiên sự phức tạp trên đi kèm với cơ hội sẽ có rất nhiều yếu tố để gây bất ngờ cho lực lượng Nga trong tương lai với vũ khí nhận từ phương Tây. Tên lửa MGM-140 ATACMS để bổ sung cho HIMARS là một ví dụ. Cuộc tổng tấn công nhằm chiếm lại Kherson mà Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine công bố sẽ diễn ra vào tháng 9, vì vậy được dự báo sẽ là trận đánh mang tính quyết định. Chưa rõ liệu thực sự Himas có phải là quân bài quyết định giúp quân đội nước này chiến thắng trong những cuộc giao tranh với Nga hay không, tuy nhiên có thể thấy rằng sức mạnh của Himas là vô cùng lớn khi quân đội Nga với tiềm lực quân sự vốn áp đảo phải tìm cách để đối phó. Cho đến thời điểm hiện tại, Cùng với sự hỗ trợ của phương Tây, Ukraine vẫn đang đối chọi một cách quyết liệt với Nga sau hơn 5 tháng diễn ra chiến sự, chạm chắn thiết bị đánh lừa mục tiêu của Nga. Ukraine sẽ có những phương án đối phó nào trong thời gian tới? Những thông tin tiếp theo về chiến sự giữa Nga và Ukraine cùng các quốc gia liên quan sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!